Mỹ Sarah Boom 42 tuổi, nói bạn trai chui vào vây ly để pha trò nhưng chứng cứ video cho thấy chị ta bỏ mặc, không cho anh này ra ngoài khiến tử vong. Ngày 25 tháng 2, Sarah bị cảnh sát quận Orange, bang California bắt giữ về tội. Sarah Boom bị cảnh sát dẫn ra xe. Video Orange County Sheriff's Office. Theo nhà chức trách, 13 giờ ngày 24 tháng 2, Sarah gọi 911 để báo tin bạn trai George Torres Street, 42 tuổi, đã chết. Nhà chức trách tới nơi phát hiện thi thể George tại trước cửa nhà, gần chiếc vali màu xanh dương. Sarah khai chiều tối 23 tháng 2 cùng George uống rượu vang rồi chơi trốn tìm. Cả hai đồng ý bày trò George chui vào vali để Sarah kéo khóa lại, nhưng vẫn chừa chỗ cho hai ngón tay thò ra. Sarah đi ngủ lúc 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2 vì nghĩ George tự mở được khóa. Lúc tỉnh dậy, Sarah ở trên phòng tới 11 giờ mới xuống nhà và phát hiện bạn trai đã chết. Nhưng qua khám xét điện thoại Sarah, cảnh sát đã phát hiện hai video quay cảnh George ở trong vali. Trong video đầu được tạo lúc 23 giờ 12 phút ngày 23 tháng 2, George nói không thở được và cố gắng thoát ra, nhưng Sarah chỉ cười rồi mắng anh ta đã bóp cổ mình và ngoại tình. Video thứ hai ghi lại tiếng George khóc. Sarah Boom, ảnh Orange County Sheriff's Office. Qua giải phẫu tử thi, chuyên viên phát hiện một số vết cào trên lưng và cổ, vết bầm tím trên vai, sọ, trán nạn nhân phù hợp với chấn thương do vật tày. Tuy vậy, nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân tử vong. Trong lần lấy lời khai tiếp theo, Sarah phủ nhận đã ẩu đả với George. Cô ta nói không nhớ việc quay video, và cũng không biết tại sao mình đi ngủ mà không mở vali. Lúc này, Sarah đổ lỗi cho việc uống rượu, trong khi ban đầu nói cả hai không say. Nhận định Sarah có lời khai mâu thuẫn, cảnh sát ra quyết định bắt giữ. Nếu bị kết tội, Sarah đối diện án tù chung thân. Quốc đạt theo Orlando Sentinel's Blog Ads. Oi.